cùng chúng ta có thể biết nguyên nhân gây ra ngón chân COVID, một tình trạng bí ẩn được gọi là ngón chân COVID, cuối cùng có thể có lời giải thích. Một nghiên cứu mới phát hiện ra rằng những phát ban giống như tê cống xuất hiện trên ngón chân của một người sau khi họ nhiễm COVID-19 có thể là dấu hiệu của một phản ứng miễn dịch đang chạy trốn trong đó cơ thể tấn công các mô của chính mình. Một nghiên cứu mới cho thấy, các trường hợp ngón chân COVID bắt đầu lộ ra trong những ngày đầu của đại dịch và vào thời điểm đó, các nhà khoa học đã có một vài ý tưởng về lý do tại sao tình trạng này lại xuất hiện. Life Science đưa tin trước đó. Ví dụ, một số bác sĩ da liễu cho rằng hiệu da lở và những va chạm, được gọi là peritoneal hoặc chilblain, được gây ra bởi viêm. Những người khác nghĩ rằng họ có thể là kết quả của cục máu đông nhỏ ở ngón chân. Các bệnh do virus khác, chẳng hạn như bệnh sởi, có thể gây phát ban trên da, vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi COVID-19 cũng có thể gây ra. Nhưng bây giờ, kết quả của một nghiên cứu mới, được công bố ngày 5 tháng 10 trên tạp chí da liễu Anh, đã gợi ý lý do tại sao các nốt sẩn màu tím đỏ lại nổi lên trên ngón chân và đôi khi cả ngón tay. Đối với nghiên cứu mới, nhóm nghiên cứu đã tuyển chọn 50 bệnh nhân được chuyển đến khoa da liễu của Bệnh viện Saint Louis ở Paris sau khi lần đầu tiên phát triển các tổn thương giống như chilblain. Tất cả các bệnh nhân được nhập viện trong tháng 4 năm 2020, gần thời điểm bắt đầu đại dịch. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng hầu hết những người tham gia nghiên cứu của họ đều mang lượng tự kháng thể cao, loại protein được tạo ra bởi hệ thống miễn dịch vô tình tấn công các mô của chính cơ thể. Họ cũng tìm thấy bằng chứng rằng, so với những người khỏe mạnh, những người tham gia cho thấy hoạt động tràn lan của các protein được gọi là interferon loại 1, chuyển đổi gen chống lại mầm bệnh trong các tế bào miễn dịch. Trong khi các interferon này giúp chống lại virus, các tế bào của con người có thể bị tổn thương thế chấp trong quá trình này. Những người tham gia nghiên cứu cũng cho thấy các dấu hiệu cho thấy niêm mạc mạch máu của họ đã bị tổn thương. Điều này cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của phát ban màu tím trên ngón chân của họ. Các tác giả lưu ý, những phát hiện này phù hợp với kết quả của một nghiên cứu rất nhỏ được công bố vào năm 2020 trên tạp chí Dermatopan, The New York Times đưa tin. Nghiên cứu chỉ bao gồm 3 bệnh nhân, nhưng nó gợi ý rằng bộ ba phát ban ngón chân do phản ứng miễn dịch mạnh mẽ do interferon điều khiển. Các tác giả đề xuất trong báo cáo của họ, phản ứng miễn dịch cực mạnh này có thể giúp xua đuổi coronavirus, nhưng nó cũng có thể dẫn đến phát ban kéo dài. Vào thời điểm nghiên cứu, gần 60% bệnh nhân có các triệu chứng phù hợp với COVID-19 nhẹ, chẳng hạn như mất khứu giác hoặc ho, nhưng tất cả đều âm tính với virus trên xét nghiệm R. Nói chung, các ngón chân COVID thường xuất hiện từ 1 đến 4 tuần sau khi một người mắc bệnh SARS-CoV-2, loại virus gây ra COVID-19, và phát ban đôi khi có thể kéo dài trong nhiều tháng, The Guardian đưa tin. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi ai đó xét nghiệm âm tính với COVID-19 mặc dù có phát ban liên quan đến COVID trên bàn chân của họ. Xem xét các phát ban có thể xuất hiện sau khi virus đã được loại bỏ khỏi hệ thống của họ. Đối với bối cảnh, 3 người tham gia vào nghiên cứu bệnh học da liễu năm 2020 cũng cho kết quả âm tính với COVID-19 tại thời điểm nghiên cứu. Bên cạnh coronavirus, các tác nhân khác của chilblain bao gồm các bệnh như lupus, mà không ai trong số những người tham gia nghiên cứu mắc phải, và tiếp xúc với lạnh, điều sẽ khó xảy ra vào mùa xuân, các tác giả lưu ý trong báo cáo của họ. Các tác giả viết trong báo cáo của họ cho rằng các trường hợp phát ban dạng chilblain bùng phát và lan truyền theo làn sóng COVID-19 vào năm 2020. Các manh mối có sẵn cho thấy bệnh nhân của họ phát ban có liên quan đến nhiễm COVID-19. Nhóm nghiên cứu đã thu thập các mẫu máu và sinh thiết da từ các bệnh nhân và kiểm tra họ để tìm các dấu hiệu kích hoạt hệ thống miễn dịch khác nhau. Họ cũng so sánh những mẫu này với những mẫu được thu thập từ những người khỏe mạnh và những người đã trải qua những cơn mưa dầm dề theo mùa do thời tiết lạnh giá gây ra trước đại dịch. Họ nhận thấy có sự trùng lặp đáng kể trong kết quả từ những bệnh nhân được cho là có COVID ngón chân cái và những bệnh nhân chilblain theo mùa, trong đó cả hai đều mang tự kháng thể và có dấu hiệu tăng hoạt tính của interferon loại Y, các tác giả viết. Phát hiện này cho thấy rằng các tình trạng phát sinh từ cơ chế chung của phản ứng miễn dịch chạy trốn, mặc dù phản ứng miễn dịch tự khởi phát bởi một kích hoạt khác nhau trong mỗi trường hợp. Bác sĩ nhi khoa Ivan Bristow nói với The Guardian rằng, đối với hầu hết mọi người, ngón chân COVID cuối cùng sẽ tự khỏi mà không cần dùng đến thuốc. Điều đó nói rằng, đối với những người phát ban chậm lành,
nghiên cứu mới có thể chỉ ra các phương pháp điều trị hữu ích, ông nói. Ví dụ, theo kết quả của nghiên cứu, các chất chống viêm tại chỗ hoặc toàn thân, chẳng hạn như steroid, có thể có hiệu quả trong việc điều trị ngón chân COVID, theo New York Times đưa tin. M68 TV Science cảm ơn các bạn đã xem video này. Các bạn bấm đăng ký kênh để xem được nhiều video hấp dẫn của M68 nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại.